Quách gia bất tử, ngoại long bất xuất. Lẽ nào Gia Cát Lượng thua kém Quách gia? Thưa quý vị và các bạn, có thể nói Quách gia là bộ não quân sự của Tào Tháo thuở ban đầu, còn Gia Cát Lượng là trí tuệ cốt lõi của Lưu Bị. Cả hai người đều đã lập nên những chiến tích bất tử cho các vị quân chủ của mình. Tuy nhiên, trong lịch sử Tam Quốc lại lưu truyền câu nói Quách gia bất tử, ngoại long bất xuất. Có nghĩa là nếu Quách gia không chết, Gia Cát Lượng sẽ chẳng dám xuất sơn để giúp Lưu Bị. Tại sao Gia Cát Lượng không dám ra ngoài? Điều này có phải vì Quách gia thực sự quá lợi hại, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ bị đánh bại khi gặp ông? Nếu đã thế thì tốt hơn là không nên ra khỏi núi làm gì. Thực ra, chẳng qua đây chỉ là sự trùng hợp của lịch sử, kèm với những lời lan truyền rộng rãi của nó mà mọi người không biết sự thật rốt cuộc là gì. Năm Kiến An thứ 12, tức công nguyên năm 207, là năm quan trọng đối với Lưu Bị và Tào Tháo. Tháng 9 năm đó, Quách Gia, mưu sĩ Tào Tháo quý mến nhất, bất hạnh lâm bệnh và qua đời. Và cùng năm này, Gia Cát Lượng đến với Lưu Bị. Quách Gia qua đời năm 38 tuổi, Gia Cát Lượng 26 tuổi xuống núi. Lịch sử bắt đầu chuyển hướng. Vì sao lại liên hệ cái chết của Quách Gia và sự xuống núi của Gia Cát Lượng? Hai điều đó có quan hệ gì? Trong phẩm Tam Quốc, Dịch Trung Thiên nói Quách gia bất tử, ngoại long bất xuất. Có thể nói mối liên hệ này chỉ là sự trùng hợp. Điều mấu chốt là hai sự kiện đó ảnh hưởng đến cả hai phía Tào Lưu. Chúng ta đều biết, lực lượng quyết định sự thắng thua của chiến tranh, và lực lượng sẽ biến đổi khi bên này mạnh, bên kia yếu, và bên này yếu, bên kia mạnh. Gia Cát Lượng đến với Lưu Bị là bên này mạnh, bên kia yếu. Tào Tháo yếu, Lưu Bị mạnh, tính kiểu gì thì Tào Tháo cũng là người thua thiệt. Có điều, ở đây còn có vấn đề, tức là khả năng và trình độ của hai người. Nếu không đủ khả năng thì việc tính toán trên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng vậy, nếu trình độ khác nhau hoặc khác nhau quá lớn thì cũng không cần phải so sánh làm gì. Vậy, khả năng của Gia Cát Lượng và Quách Gia như thế nào? Trình độ của họ như nhau chăng? Hoặc họ giống nhau ở chỗ nào? Đúng là Quách Gia và Gia Cát Lượng có những điểm giống và khác nhau đến kỳ lạ. Thứ nhất, họ đều là thiên tài từ bé. Lúc xuống núi mới chỉ có 26, 27 tuổi. Quách Gia 27 tuổi, Gia Cát Lượng 26 tuổi. Nhưng suy nghĩ và mưu lược gần như đã thành thục. Thứ hai, họ đều chọn đúng chủ. Trong khi mọi người chỉ nhìn thấy ưu điểm của Viên Thiệu, Quách Gia đã nhìn thấy phần nát giữa. Khi mọi người chỉ nhìn thấy phần nát giữa của Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã nhìn thấy phần ưu điểm. Thứ ba, họ đều có mưu kế lập công lớn. Quách Gia nổi tiếng với thập thành bại luận tại trận Quan Độ, giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Gia Cát Lượng lưu truyền thiên cổ với lòng trùng đối sách, giúp Lưu Bị lập nên thế chân vạc. Có thể nói, trong hai người, một là kỳ sĩ trời sinh, một là nhân tài trần thế. Đương nhiên, họ giống nhau ở chỗ trung thành hết mực, cúc cung tận tụy, chết không tử nan. Quan hệ giữa họ và Tào Tháo, Lưu Bị bề ngoài không thể hiện như cá gặp nước, nhưng bên trong thì tình sâu nghĩa nặng. Sau khi Quách Gia qua đời, Tào Tháo buồn thương khôn xiết. Theo Tam Quốc chí Quách Gia truyện và lời chú thích của Bùi Tùng Chi, mỗi lần Tào Tháo dâng biểu lên triều đình, viết thư cho Tuân Úc, trò chuyện cùng người khác, nhiều lần tưởng nhớ Quách Gia và lần nào cũng rơi lệ. Tào Tháo nói, Phụng Hiếu chưa đầy 40 tuổi, thời gian cùng ta là 11 năm. Đó là những ngày gian khổ vất vả, tất cả đều do ta và Quách Gia trèo trống. Đúng là lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lúc ta đã mất hết chủ ý, may có Quách Gia ra sức chèo lái tới thành công. Thực ra thì Quách Gia cũng biết đi là nguy hiểm, Quách Gia không được khỏe, miền Nam lại nhiều dịch bệnh, nên thường nói đến miền Nam chỉ e không còn sống mà quay lại. Nhưng cùng ta bàn về kế lớn thiên hạ, lại nói phải bình được Kinh Châu trước và xin được liều mạng lập công. Tình nghĩa như vậy ai mà quên được. Nay ta tuy có luận công ban thưởng cho Quách Gia, nhưng đối với người chết thì còn có tác dụng gì? Người tri kỷ thiên hạ thực không nhiều, khó khăn lắm mới được có một người, lại bỏ ta ra đi. Trời xanh hỡi, bảo ta làm gì đây, làm thế nào đây? Theo cách nói của Tào Tháo, chúng ta hiểu rằng quan hệ giữa họ là khác thường, có thể nói là cùng chia sẻ hoạn nạn, nguy hiểm hoạn nạn đều cùng nhau. Hai trái tim cùng một nhịp đập, chỉ có Phụng Hiếu là hiểu được ý ta. Quách gia đúng là nhân tài khó kiếm, có thể coi là trung thành hết mực. Lại có nhiều mưu thành công, bình định thiên hạ, nhiều mưu lập công lớn. Những đặc trưng và quan hệ đó dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng ngay đến Gia Cát Lượng. Sự thực, Quách Gia và Gia Cát Lượng không chỉ có điểm tương đồng khiến nhiều người phải kinh ngạc, mà ngay cả khả năng về nhiều mặt cũng như nhau. Sau khi có được Gia Cát Lượng, Lưu Bị nói, ta có được Khổng Minh như cá đã có nước. Còn Tào Tháo sau khi gặp được Quách Gia cũng nói, giúp Tào Tháo thành đại nghiệp phải là người này. Lưu Bị trước lúc lâm chung đã gửi con cho Gia Cát Lượng, còn Tào Tháo đối với Quách Gia cũng từng muốn lo về hậu sự. Có điều Quách Gia chết quá sớm, chúng ta không được nhìn thấy ngày đó. Cũng vì nguyên nhân này, ngôi sao của Quách Gia không được rực rỡ bằng ngôi sao của Gia Cát Lượng. Năm 26 tuổi Gia Cát Lượng đã xuống núi, 54 tuổi âm bệnh qua đời, 28 năm phục vụ cho Lưu Bị, trong đó 11 năm nắm trọn quyền lớn. Quách Gia phục vụ Tào Tháo chỉ có 11 năm, chức vụ chỉ là quân sư tế tiểu, tức là tham mưu. Điều kiện thi triển tài hoa của hai người là hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy, Gia Cát Lượng cũng như Quách Gia đều là những người có tầm nhìn chiến lược rất cao. Nhưng giữa hai người cũng có sự khác biệt. Ngoài tài thao lược, Quách Gia thiên về quân sự, còn Gia Cát Lượng thiên về chính trị. La Quán Trung ca ngợi Quách Phụng Hiếu về tài năng quân sự qua bài thơ: trời sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt đã nức danh, bụng chứa đầy kinh sử, lồng ngực ẩn giáp binh. Gia mưu như Phạm Lãi, quyết sách tựa Trần Bình, chẳng may lại mất sớm, trung nguyên cột trụ nghiêng. Với tài năng chính trị, Gia Cát Lượng được đánh giá rất cao. Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc chí ca ngợi và so sánh ông với Quản Trọng và Tiêu Hà. Gia Cát Lượng làm tướng quốc rất đỗi quan tâm đến đời sống trăm họ, lấy mình làm gương về luân lý, điều hành chánh sự. Ông thanh trừ quan lại tham nhũng, giảm bớt các khoản chi quốc gia không cần thiết, tăng thêm hiệu suất bộ máy hành chính, khai sáng dân tâm, ban bố điều luật, xây dựng được niềm tin của dân chúng toàn quốc với quyền lực của vương triều. Cuối cùng, khắp trong lãnh thổ đều kính trạng mà nể sợ, hình phạt tuy nghiêm khắc, song dân gian không oán thán, lấy chánh tâm công bằng mà khuyên thiện trừ ác vậy. Thực là người hiền tài đại độ trong điều hành chính sự. Có thể nói ví như Quản Trọng và Tiêu Hà cũng chẳng thể hơn. Tóm lại, ta có thể thấy rằng thời Hán Mạt và đầu thời Tam Quốc, trận Quan Độ là sân khấu của ngôi sao sáng chói Quách Gia. Sau trận chiến Xích Bích, lúc này Long Trung đối được thực hiện, thì đây là thời đại của Gia Cát Lượng. Kể từ đây, chúng ta không chỉ thấy về tài năng quân sự, chính trị, mà còn thấy cả tài năng về phát minh, ngoại giao, tiên tri và giáo dục của ông. Thật tiếc, nếu Quách Gia còn sống, có lẽ chúng ta đã được chứng kiến về những trận thư hùng đấu trí đỉnh cao, thiên cổ kỳ kim hiếm thấy giữa ông và Gia Cát Lượng. Bởi vậy nói, Quách Gia bất tử, ngọa lòng bất xuất là không chính xác. Thực chất chỉ là tin đồn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Quách Gia bất tử, ngọa lòng bất xuất. Lẽ nào Gia Cát Lượng thua kém Quách Gia? Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Tam Quốc và nghệ thuật sống từ tranh đá quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.